Kìa, nhà ngươi là ai mà tái mang xiềng xích và chiếc nón che phủ cả mặt mày? Thưa tiểu thơ, tôi được lệnh đến đây để đưa tiểu thơ về Mông Cổ. Về Mông Cổ? Không, ta không về Mông Cổ. Nhà ngươi hãy đi đi. Tôi không dám cãi lệnh của giảng vua trưởng. Nhưng nếu cãi lệnh ta, ngươi nhận lấy cực hình. Kìa, cô Thanh Xuyên. Dạ không, tôi chỉ là tên mã phu trong đoàn vương hô tống tiểu thơ lên đường về Mông Cổ. Ngựa đã thắng yên cương sẵn sàng chờ đợi, lính người đang cúi mặt rưng rưng chờ đợi tiên đưa người. Đường quang sáng như gió cuốn bụi mù, tiểu thơ lo thu xếp hành trang về Mông Cổ. Đừng nán lại nơi này chỉ thêm khổ mà thôi. Tôi được lệnh hầu hạ tiểu thơ và tôi sẽ cố gắng lo tròn bổn phận cho đến khi tiểu thơ về đến quê hương. Tôi mới mong thô kiếp tù đài đau khổ. Mông Cổ, không biết rồi đấy mình có còn gặp lại nhau không? Định mệnh chia ra đôi ngã đôi đường, thì gặp lại làm chi cho thêm buồn thêm khổ. Hãy để cho tôi nhìn lại khuôn mặt người tình đã kể cho tôi nghe những niềm thương nói. Được chiều trường nắng níu nghĩa vợ tình chồng. Cho em được trao anh lời thắm thiết mặn nồng, để nói cho nhau nghe lần sau cuối, gọi là tông biệt một lần thôi. Nửa chén máu hòa thuốc hồi nguồn lực, dòng máu của thiên kiều đã lấn lưu trong huyết quản của Thạch Xuyên. Tình đôi ta giờ cũng đành chia biệt. Dòng máu này xin trả lại cho ai? Cô Thạch Xuyên ơi, nợ ân trót dai xin trọn đời cất giữ, dù nắng già yêu thương hay lạnh lùng xa lạ. Xin hãy giữ cho tôi những giọt máu tinh khôi nguyên vẹn ở đừng
ta dây ta phải trả. Tôi chưa đòi sao ông dời trả cho tôi. À khắc kiều, ta e sợ rằng ta không trả nổi rồi nợ sẽ nối kiếp quan thiên mà cao vợ giấc chồng. Dòng thì không lẽ ông chỉ xem tôi hoàn toàn thù nghịch và không chút tình gì với kẻ đàn.